người còn đoán rằng giá trị thật của chiếc điện thoại này có khi chỉ bằng 1/10, có khi là 1/20 giá trị thực của một chiếc điện thoại mua ở những cửa hàng uy tín. Ngồi yên nhé. Chỉ 3 tháng sau khi mua, các bác sẽ được nhận nhận những quả trứng đầu tiên của đàn gà. Gà hồng bông thịt đen xương đen. Có khép, VinFast trở lớn trình làng sức mẩm bán tải trên đất Mỹ, cơ mở nhiều đồng loạt. Mới đây, thợ săn kho báu John đã trả $150 cho một cái vali bị mất. Tôi nghĩ bên trong không có. Người phụ nữ làm công hồ sơ ở nhà của bà Quát ở Thượng Hải. Nhìn mấy món ăn trở thấy rất lãng phí. Tức phu nhân tổng tài đi làm thì nhận được điện. Người đàn ông mình thấy cơ bác này đang quỳ một gối xuống hướng mặt vào phiến đá trước mặt. Anh chủ ngộ phiến đá này đã được 5 năm và hôm nay đó sự xuất hiện của nó quân tính đã phá vỡ sự bình yên ban đầu ở đây. Thế tình hình không ổn, Lan Đồ nhanh chóng lấy vũ khí ra để tự vệ. Chàng trai bên cạnh giờ hãi vào và chụp xuống dưới phiến đá. Mọi người kẻ khổ đang em giải thích gì đã là lý tính quê ở bên kết cấu rồi. Người chỉ huy bên cạnh đã nhìn thấy sự dũng cảm của Lan, nhưng khi cởi mũ trùm đầu ra, bên trong lộ diện gương mặt hoàn hảo của một người phụ nữ. Cô ấy là nữ hoàng Talavis, người cai trị nơi này. Lần này cô đến đây để xin Lan giúp mình một việc.